Đổi luôn. Rồi. Đổi luôn. Giờ thì đánh làm sao được. À, đây rồi. Chúng mày đấu anh đi. Giết anh đi. Ừ, cho phát chưa kịp làm gì cả. Nhưng mà con Ash nó cũng nằm rồi. Ui dồi, cầm đánh kìa. Này, đánh anh này. Được giấy. Ui. Ok, chào mừng anh em đã tiếp tục quay trở lại với giáo trường đấu trường chân lý cùng với cả Fun Game. Thì như hôm trước mình vừa mới giới thiệu anh em với tất cả anh em cái giáo trình chơi Pháp Sư và Vệ Binh Tinh Tú đúng không? Thì đấy là một bài mà chúng ta lên Velcoth và đam chính sẽ là Velcoth và Syndra. Thì hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu với anh em một cái giáo trình mới. Đấy là đội hình chơi theo cũng là Velcoth nhưng mà chơi theo đội hình là Phi Công và Hư Không. Thì ở cái đội hình này thì anh em sẽ phải cố gắng làm sao để lên được level 6 và level 7. Nghĩa là lên được chest 6 và chest 7 sớm. Thì ở vấn đề lên được chest 6, chest 7 sớm ấy, thì anh em chắc chắn là cần phải giữ máu trước đã. Thì bài này thì hiện tại thì mình đang cố gắng là lấy Vệ Binh Tinh Tú. Nói chung là cứ bỏ bài nào thì mình cứ chơi trước. Sau đấy thì khi mà đến tầm level 6 và level 7 thì chúng ta bắt đầu xoay bài. Tuy nhiên thì nếu mà ra những quân bài quan trọng thì chúng ta có thể lấy được luôn. Đó. Thì hiện tại ở đây bài mình ban đầu thì mình lấy được một con Zoe cầm cái kiếm BF. Quan trọng nhất là anh em cần phải giữ máu ở giai đoạn này. Thì thật ra là bài có thể là anh em sẽ chơi theo kiểu là Hư Không này kẹp cùng với cả Mật Thám. Tại vì ở cái bài này khá hay là nó sẽ có Phi Công thì nó có con Fist, cho nên là anh em có thể kẹp cùng với cả bốn Mật Thám cũng được. Như vậy thì bài sẽ là bốn Mật Thám này, một Phi Công và hai Hư Không. Thì cái bài đấy sẽ chỉ cần lên 8, 9 là đủ đấy. Thì là anh em sẽ đủ bài. Sẽ có ba con Hư Không, đấy là Velcoth này, cho gác này và Kha'Zix. Thì Kha'Zix sẽ lại đi cùng với cả Fist để kích được cái hệ Mật Thám đúng không? Đấy, Fist có Rumble và Annie. Thì bài này anh em chỉ cần là làm sao lên được con Garen cực kỳ khỏe. Đấy, thì là sẽ bài sẽ rất là khỏe. Và đam phụ thì có thể sẽ tùy vào trường hợp là anh em lên được Mật Thám, ví dụ như là Kai'Sa hoặc là Sako. Nếu mà lên được những con đấy mà 2-3 sao sớm thì anh em có thể là tích đồ cho con đấy. Thì đầu tiên anh em lên trước cho mình cứ tạm thời giữ đấy đã, giữ máu trước đã. Thì ở đây mình đang cố gắng là lên được bài Hư Không trước. Bởi vì bài Hư Không là bài khá là rẻ ban đầu mà chúng ta có thể tích được. Đó. Thì ở đây đồ chúng ta khá ok rồi. Chúng ta đang có hai con Hư Không để tăng tốc đánh. Bài này thì mình đang cố gắng là giữ máu. Tại vì bài đấy thì chúng ta cần khá là quan trọng ban đầu. Ban đầu phải giữ máu một chút đã, nếu mà mất máu sớm thì khá là không hay. Thì mình có đọc thì mình thấy là nhiều anh em kêu là mùa 3 này không đa dạng bằng mùa 1, tuy nhiên thì mình thấy cũng không phải lắm. Ui, bài ra 3 con Javan kìa. Vãi. 3 con Javan, lấy luôn thôi. Vứt tại 3 con Javan vào. Đấy, anh em nhìn thấy không? Bài có Mật Thám kìa, có Kai'Sa, có Kha'Zix. Tuy nhiên thì cứ tạm thời đã. Tạm thời là giữ máu đã. Tại vì bài này quan trọng là về sau là phải có được đủ bài Phi Công cũng như là Velcoth cơ. Chưa cần thiết phải lấy vội. Hoặc là biết đâu nó chưa ra thì chúng ta sẽ chơi theo kiểu Hư Không tiên phong chẳng hạn. Hoặc là biết đâu nếu mà ra Sako thì có thể chuyển ra Hakping. Nói chung là mình thấy khá đa dạng, anh em có thể chuyển bài được. Ví dụ như bài này thì mình có thể là sẽ chuyển về sau được. Đó. Chắc chắn là thua thôi, nhưng mà thua giữ máu một chút thì không sao. Thua giữ máu để anh em lấy đồ phù hợp. Mình có thể là lấy được một vài đồ ngon. Với bọn nó lên hết cấp 4 nha, tất cả lên cấp 4. Ok, như vậy là chúng ta đã có thêm một con Hư Không vào nữa rồi. Bài sẽ là có Master Yi tự ra này, hai Master Yi. Mình đang định là sắp tới mình sẽ làm một cái bài mà kiểu dạng như là Master Yi, đánh theo kiểu Master Yi hai tiên phong hay là thôi kệ, con kia hai sao chắc là khỏe hơn. Bật ulti thì team đánh nhanh hơn được một chút. Nói chung là bài cứ có ba con hai sao thì cứ ném vào đã, giữ máu.
một cái cuồng đao và một cái huyết kiếm. Cuồng đao và huyết kiếm. Cuồng đao thì cuồng cao huyết kiếm có thể giúp cho Sako cũng được, nếu mà chơi bài một tháng. Và Sako khá khỏe đấy. Đó, giữ máu đã. Giữ máu đã. Không việc gì phải vội cả. Ok. Bài có tận 4 thằng cùng 94 máu này. Không biết là mình được lấy đồ. Ui có Sako luôn kìa. Và Sako quá ngon luôn kìa anh em kìa. Sako cầm kiếm BF không biết thằng nào chơi không. Nếu mà mình lấy được Sako kiếm BF thì cái con đường chơi mật thám sẽ càng dễ. Ở round này có luôn Sako kiếm BF rồi. Ngon rồi, ngon rồi, ngon rồi. Sako chắc chắn là của mình rồi. Không nào lấy được cả. Sao mà lấy được. Đó. Bài này chuyển sang mật thám thôi. Vì mình đã có sẵn Sako rồi. Sako kiếm ngay kiếm BF thì có thể lên được ngay cái huyết kiếm. Đó. Bây giờ thì sẽ suy nghĩ xem là như thế nào. Tạm thời thử đánh 4 hư không xem sao. 4 hư không thì mình bỏ mất hai con kia đi thì cũng hơi phí nha. Thử xem. Cứ thử xem sao thôi. À, lấy cả con Kha'Zix. Tại vì bài này đang có Zavan. Khá khỏe. Zavan tự lên 2. Nói chung mình thấy bài này của mình đang nhiều con tự lên 2 khá là khỏe. Không thua mới rồi. Có thua không? À không thua nha. Không thua, không thua, không thua. Tại vì con kia bắn nó một phát. Không thua được. Ra tiếp Kha'Zix này. Bài ra tiếp Kha'Zix này. Rồi. Nói chung là khi mà đã xác định là sẽ chơi mật thám thì anh em cứ từ từ. Có bài thì cứ lấy tạm đi đã. Bài mình sẽ chủ yếu là xoay ở tầm level 6 và level 7. Bài khi đấy thì sẽ ổn định được đội hình. Còn Zavan kia thì cũng chưa nên bỏ. Tại vì nếu mà không được thì chúng ta có thể sẽ xoay sang. Nếu mà đồ đẹp đẹp thì chúng ta có thể xoay sang chơi Hacking cũng được. Zavan nếu mà lên sớm thì chơi được Hacking thì ngon. Ông này chắc là AFK rồi. Bài không thấy xoay mà không thấy lên đồ đó, chắc chắn là AFK rồi. Chắc thanh niên này sẽ out sớm rồi. Bài vẫn đang tích 10 tiền đã. Ok. Rồi, chúng ta có thêm Kha'Zix. Đến đồ vứt Kha, vứt tiếp một con kia vào đi. Đấy, như vậy là bài đã có hai con đấy rồi. Bài này thì có thể bỏ Sen ra vứt Kha'Zix vào cũng được. Cho nó kiểu dạng như quạt quạt một lúc. Mình sẽ cố gắng là lên 6 sớm. Lên 6 sớm. Navi bỏ quá. Bài mở đồ đấy. Bài có cả giáp thiên thần luôn này. Có huyết kiếm là giáp thiên thần luôn này. Bốc con Zavan, nó bốc Zavan về đi. Hai con Master Yi kia mà nó không tự lên 2 nhỉ. Nó mà lên 2 thì cũng thú vị đấy. Cái xa luôn, như vậy là bài có 3 mật thám rồi. Bài 3 mật thám rồi anh em ạ. Rồi, Master Yi không tự ra thì khả năng là bán thôi. Tại vì bài mình đang thấy có con Sen kiếm khách, mình đang muốn là chơi theo kiểu đấy. Bài 4 tiên phong, khỏe rồi. Rồi, bán lấy 32 tiền. Đấy, anh em thấy không? Mình đang giữ tiền khá tốt. Bài này chơi vũ trụ à? Khỏe đấy. Ui, đã có Kansadin cầm mấy rồi. Kansadin cầm tay rồi.
Thế chắc là win được nha. À win được để mình có một phát bắn con này. Ui, anh đi luôn kìa. Anh đi luôn. Bài này bây giờ chỉ thiếu ấy thôi. Đấy, khi anh em lên 5 thì bắt đầu bài sẽ tự ra. Lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu chuyển bài dần. Chúng ta sẽ bắt đầu chuyển bài dần, đổi bài để thay bài dần. Ngon chưa? Sẽ bán một con đi để lấy 40 tiền. Nếu mà trận này thua thì sẽ bán một con đi để lấy 40 tiền. Còn nếu mà thắng thì chúng ta có 40 tiền rồi, không cần phải bán con gì đi cả. Ari ở dưới ạ. Ari ở dưới này. Ừ, xem khôn thế thì vẫn đi lùi lại. Mấy con kia được ở trong cái vòng bảo vệ. Ơ nhưng phát này mình thua rồi. Phát này bị thua lắm này. Tanh được không? Ừ, không tanh được rồi. Ui, được, vẫn ăn. Vẫn ăn anh em ạ. Vẫn ăn. Thằng này chơi pháp sư nha. Pháp sư vệ binh tinh tú nha. Như vậy là mình đã có một bài chơi pháp sư và sẽ có một thằng KS Vector ở veo cốt của mình. Càng đấy. Không sao, như vậy là 3-3 mình đã có trên 50 tiền rồi. Bán thôi. Bán để cố gắng lên 6 sớm. Lên 6 thì cái tỷ lệ ra tướng 3 sao nó sẽ tăng lên, thì lúc đấy mình sẽ lên được Sarko này. Rồi có thêm một vài con, ví dụ như có cả tỷ lệ 10% ra fit và veo cốt. Quan trọng là cần phải lên 6 và 7 để có thể ra được veo cốt và fish. Thì lúc đấy chúng ta sẽ chuyển hẳn sang đánh phi công và mật thám. Ôi bài này thua rồi, mình thua thằng này cần. Thằng này cũng chơi mật thám này. Căng nha. Thế nên là chơi mật thám lên 6 sớm. Đây là một chiếc của mình luôn. Cũng chơi phi công, có thêm một thằng phi công. Bài này xem lấy gì đây. Lấy Sarko cầm đồ đẹp quá. Sarko cầm một cái giáp vải đẹp quá, lấy có thể lấy Sarko được. Bài này có thể lên được Sarko sớm thì cũng ngon. Sarko gánh team ban đầu thì cũng khá là khỏe. Sarko về late cũng khỏe cơ. Còn chắc chắn là không ai lấy Sarko rồi. Bọn này không thấy rằng là lấy Sarko cả. Rồi, mình xin con Sarko rồi thôi. Sarko lên 2. Được. Sẽ lên 6. Ui, có veo cốt luôn này. Veo cốt tự biến. Rồi. Như vậy là chắc chắn là bài này sẽ chơi chơi hiến máu đây rồi. Khi mà mình đổi thì chắc chắn là mình sẽ hơi thọt. Mình chắc chắn là sẽ thọt ở giai đoạn này. Tại vì lúc ấy mình sẽ đổi hết mấy cái bài nhiều tiền đi rồi. Đấy, như vậy là 3 mật thám. Để anh đi lại. Như vậy là bài đang có 3 mật thám. Thì cũng phải bán hết đi thôi. Rồi, đây là khi mà lên cấp 6 chúng ta bắt đầu xoay bài. Sarko. Không. Thế như mình vừa quên không có con veo cốt đúng không? Chết rồi. Sarko 2 luôn. Chết, nhầm anh em ạ. Chết nhầm. Vừa mới làm một cái trò gì đấy hơi bị dại dột. Kiểu gì thì cũng cần phải huyết kiếm cho Sarko. Cầm tạm huyết kiếm đã. Bài tạm thời sẽ là như thế này. Quên mất. Đáng nhẽ có veo cốt thì ngon không? Quên. Vui quá. Rồi, bây giờ có Rumble để thay. Như vậy là bài sẽ bây giờ chỉ cần thiếu mỗi con Fit thôi. Fit nữa là có phi công và 4 mật thám. Bài này thì nếu mà chơi phi công thì anh em sẽ dồn hết đồ cho Fit. Tại vì ngoài 3 con phi công ra sẽ không phải là thay đồ như kiểu là chơi kia nữa. Mà là sẽ thay đồ cho Fit. Fit sẽ là cầm nhiều đồ nhất, cầm 3 đồ, có thể là sẽ là cả 3 đồ thủ để cho con Varen sẽ có 3 đồ. Và fit cũng khá khỏe. Còn nếu mà thừa đồ thì anh em có thể chuyển sang cho Rumble.
nó sẽ không, trận này thì con kia sẽ không quá quan trọng, trận này thì cái con Annie sẽ không cần phải cầm quá nhiều đồ như là chơi vệ binh tinh tú pháp sư được, khi đấy Annie sẽ tanh chính. Nhưng mà tuy nhiên trận này thì khi mà chuyển sang ấy, chơi phi công thì anh em sẽ cần phải đổi sang Velcot, à chuyển sang Fizz. Velcot cũng sẽ không phải là đam chính nữa, bình thường thôi. Velcot sẽ là con ở phía sau để được xả skill thôi, nếu mà lên được sẽ không quan trọng. Velcot như trận người kia, ôi cái gì đây, Nico, mình cứ tưởng là ra kia thì cũng được. Ok, như vậy là chúng ta có thêm một con Velcot, nó Annie 2 rồi. Bây giờ cần fit thôi, lên 7, tăng được 10%, Rumble 2, ngon. Rumble 2 là ngon rồi nha. Rồi, như vậy là bài đồ cũng khá đẹp. Có một cái phá kiếm, không cần thiết. Ê, có một cái quyền năng khổng lồ, có thể là cho fit cầm cũng được. À, cho Zing, cho fit cầm cũng được. Nước mắt cứ tặng cho Kai'Sa đã. Kai'Sa thì có đồ phép cho nên anh em dùng cho Kai'Sa khá là khỏe. Con này chơi vũ trụ này, reroll này, hyperroll ở level 5 này. Để lấy xin dao, nhưng như bài này mình thấy rất nhiều thằng chơi vũ trụ. Thôi là mình là cái đồ khá là khó. Chưa có Rumble thôi, đợi có Rumble xong là xong. À, đợi có fit nữa là xong. Fit Velcot nữa là xong, lên 7 để có thể ném con Velcot vào. À, ném fit vào. Tại vì mình lúc nãy mình chưa lấy Velcot là tại vì sao? Tại vì là nếu mà có thì cũng chưa lấy được. Mình đang cần fit, tại vì 7 thì mình đang cần fit nhiều hơn. Quan trọng là phải có fit. Bài mà không có fit thì không thể có phi công được. Bắt đầu roll ở level này, Sako nữa này. Rồi, xoay thêm vài phát nữa xem có ra fit không. Ái chà, xoay khá nhiều rồi mà không ra fit này. Đấy, bài sẽ đi xuống hàng sau. Bài này thì nếu mà chưa có thì anh em xếp hết nó xuống dưới để cho dồn quân phía sau, thì những con bậc thám nó có thể là nhảy được vào phía sau dễ hơn. Nếu mà xếp ở ngay trên đầu thì bọn kia nó không giãn về phía dưới để cho mấy con này nó có thể bắn được. Anh ba luôn. Ui, này anh ba rồi thì mình khó đánh nhỉ. Thằng này cũng là thằng chơi giống mình đây. Thua rồi, thua nha em. Đây rồi, như vậy là bài đã hoàn chỉnh. Đó, như vậy là bài chúng ta đã có 4 mật thám và 3 phi công. Đấy, bài này thì Velcot thay cho ấy thôi. Đấy, Velcot thay cho Sen. Rồi, như vậy là sẽ có đồ. Ném cho fit cái giáp, hai cái giáp là ngon. Giáp thiên thần là ngon rồi, để lại giáp thiên thần cho Sako là ngon. Bài này thì nếu lên 8 thì chúng ta ném thêm một con hư không nữa là con cho gáp. Nhưng hiện tại thì mình chưa mua. Đấy, bọn thấy không? Như vậy là bài khá ổn rồi. Fit giai đoạn Sako sẽ là gánh kim ở đoạn này. Nếu mà bạn có đồ ngon cho Sako thì có thể Sako đánh kim luôn ở giai đoạn này cũng được. Đấy, nhảy vào phát nữa là lại hồi máu này. Đấy, rồi không thắng được. Làm sao có mình để phát là thắng. Top 1 với anh nằm xuống Glumo. Bây giờ còn cái thằng Saraku à. Nói chung là cũng nằm xuống hết. Trận này mình sẽ lấy Velcot nữa là đẹp. Lấy Velcot. Velcot có thể là có thêm một cái mũ hoặc là cái gì đấy, hoặc là lấy một cái kiếm đép, hoặc lấy giáp được, lấy giáp cho fit cầm đi. Bài này mình sẽ cố gắng là lấy full đồ cho fit, tại vì bài này mình sẽ quan trọng là chơi Garen phi công. Ba con phi công mình sẽ hợp lại thành một con Garen, thế nên là cố gắng là chắc chắn là sẽ không khó lên được Aniba rồi, tại vì thằng kia có thằng Aniba rồi. Nó rất khó để lên được Aniba. Mình lên đồ cho Garen đã. Lên hai cái giáp cho Garen. Rồi, fit đây rồi. Sako tiếp. Có thể lên Sako 3 nha. Fit cầm tạm đã.
À, đi tiếp này. Nhau cốt. Nhau cốt. Ba hư không thì đòn đánh bằng kỹ năng của tướng hư không sẽ gây sát thương chuẩn. Đấy, có con mới rồi. Úi giời ơi, con chọc của ông Dương quá quạch. Nhau cốt còn chưa kịp bắn đã nằm. Đấy, em thấy không? Xuống ở bài này thì chúng ta có thể đa dạng được rất là nhiều cách chơi đúng không? Rồi, sau thơn kia thì mình sẽ tính build tiếp đồ. Thơn kia là thơn cuối cùng của ra đồ lẻ, mình sẽ xem nó sẽ lên được những cái gì. Tạm thời tích ở đây đã. Mình có một cái Neko thì có thể là cho con kia lên 3 cũng được ấy. Sako có thể là lên 3 được. Sako lên 3 thì lại dồn đồ cho Sako thôi. Chà chà, bài này khỏe nhá. Bài siêu công nghệ này khỏe này. À, chắc là phải dồn Raren cao lên một tí. Cùng với mình với Raren kìa. Một dặm thôi. Cho tuyến sau làm hết. Nên thấy sức mạnh của Raren kìa. Kìa tụ vào cho Raren nó chọc. Đỡ không sao được. Ây, phít 2 này. Phít 2 này ngon nha. Rồi. Nếu mà có đẹp thì con phít sẽ cầm giáp gai, giáp máu và vuốt rồng. Đấy, còn không thì có thể là lên quyền năng khổng lồ cũng được. Thêm một cái giáp nữa có thể lên một cái quyền năng khổng lồ và cái vuốt rồng. Đấy. Nếu mà nhiều bài chơi phít phủng các kiểu có thể chơi bài đấy được. Giáp máu rồi. Đấy, tiền đồ, hai cái giáp máu. À, hai cái giáp, à, hai cái đai. Hai cái đai khổng lồ ra luôn cái giáp máu thôi. Úi, ngon nha. Cái xa, ui, hai cái xa tự công hiến. Rồi, Fit cầm thêm giáp máu nữa. Đấy, như vậy là Garen có thêm cái giáp máu. Ngoài ra có thể là thêm cái, nếu mà đồ mà hơi cùi cùi thì có thể là lên cái gì mà gọi ra con đấy nhỉ? Gọi ra con cóc gì ấy. Mình đang bị phí một con fit cầm cái kiếm BF đấy quá. Lúc đầu mình hơi sai lầm là mình tự nhiên mình lại lấy con fit 3 đây. Mình lấy hai con fit 2 bên ngoài và con fit bên trong lại có đồ. Ôi giời ơi, thế này thì con Sinra làm nhiều chơi. Sinra làm nhiều chơi. Đấy, ui xa là vẫn còn viêm máu. Đấy. Thế trận này không quá quan trọng về con gieo cốt phải quá khỏe nha. Trận này nếu mà chơi phi công thì cần con Laren khỏe cơ. Laren này thảo anh được. Nhiều bài chơi pháp sư này Laren phải lên với vuốt rồng nữa. Gieo cốt 2 tự lên ngon. Sako nữa này. Bài lên 8. Ném thêm một con cho gáp nữa vào là đẹp. Không nhất thiết phải lên 9. Như vậy là bài này anh em sẽ chỉ cần 8 thôi. Là chúng ta sẽ chơi được bộ mật 8 phi công và hư không. Siêu khỏe. Có một con phi công để tanh, có bộ dàn mật thám ở phía sau để móc lốp và gây đam khó chịu, và có dàn hư không để gây sát thương chuẩn đốt. Nói chung là bài này là bài hoàn hảo rồi, bài hoàn hảo, không thiếu cái gì luôn. Đấy, gặp ông chơi pháp sư giống mình, nhưng mà anh em nhìn này, bài này sợ nhất là bài mật thám. Ủa, cốt chưa bị làm rồi. Ủa, anh em thấy ra đây, nhờ theo cốt mình phải xong sớm. Được. Đấy, thằng top 1 đấy, top 1 nãy giờ đấy, nằm xuống đi. Giờ anh lên top 1 nha. Rồi, bài lên 7 thì lấy cho gắt. Nói chung là trận này hư không thì không phải là, nói chung là nếu mà hư không mà nếu đồ đẹp cho veo cốt được ấy thì có thể sẽ lấy hư không. Cái ủi lại Psycho kia, Psycho 3 rồi. Có lên Psycho 3 luôn. Để đỡ phí cái kiếm BF. Như vậy là mình có thêm một cái vô cực. Đấy, ném cái vô cực vào đi. Như vậy là đồ cho Sako thế lại vậy là ngon rồi. Gieo cốt thì có thể là lấy mình đang có
À, và hết đồ ấy rồi nhỉ. Ủa, bọn này làm gì rồi? Nhìn này, ra ven trọng rồi. Ra ven một trọng. Ý gì của con cốt đằng sau sấy, anh em thấy không? Dàn ở phía trên quá khủng. Ôi, nhưng mà thua rồi, úi trời ơi. Chưa đủ gan, chưa đủ gan, nó tụ vào nên mình chưa đủ gan. Đấy, chả chả. Khoai nha. Vẫn cứ là khoai nha. Ê, có cái quỷ thư kìa, ngon kìa. Bài này mình có thể lấy quỷ thư hoặc là nó xét cũng được ấy. Nó xét được, hợp lý đấy. Có cái vệ binh tinh tú kìa. Rồi, một ông lấy vệ binh tinh tú thôi. Ông chơi chắc là pháp sư lấy vệ binh tinh tú rồi. Rồi, mình lấy quỷ thư thôi. Mình lấy quỷ thư cho béo cốt. Bài có vũ trụ. Bài mình vừa thua thằng vũ trụ. Nên mình lấy béo cốt để đốt máu. Lấy quỷ thư để đốt máu cho béo cốt. Buộc phải vậy. Cho béo cốt cầm quỷ thư thôi. Đồ gáp. Nhiều khi kiểu dạng như là mình nhìn nó bị kiểu lướt qua, nó không ra được hết, mình không nhìn kịp ấy, nên mình không lấy kịp được. Cái xạ, ôi cái xạ khả năng lên 3 này. Cái xạ có khả năng lên 3 này. Ý. Bài chơi đấu sĩ pháo thủ được. Vẫn đốt được. Đốt được mát. Đốt có giáp máu nên rất là khỏe. À, đốt có thứ rất là khỏe trọng. Luôn. Psycho của mình gây đam chính. Psycho nhiều mình đam. Cho gáp. Hay cho gáp luôn. Bám một con người đi. Lấy tặng cho gác đấy, tại vì mình sắp lên 3 rồi. À, sắp lên 8 nên bắt buộc phải cho con cho gác vào. Nó xét. Được, đành cho nó xét cho ấy thôi. Hay là đợi đến cái round kia nhỉ? Đợi tiếp nốt round kia xem ra đồ gì. Rồi, gặp ngay bài clone của thằng chơi pháp sư đây. Ô, con kia là vệ binh tinh tú á. Cho Ani là vệ binh tinh tú, hơi ảo. Bài này lên 8 mà cho con cho gáp vào nữa thì mình chắc là không thua được. Khó thua. Ani nữa này. Ui, có thêm một cái tia. Cung. Cái cung đấy chắc là chỉ ném được cho con cai xa thôi. Tại vì bài này thì có mỗi con cai xa là đánh xa thôi. Cùng đao. Nó xét. Giao điện được. Cho con giao điện cho kia là hợp lý rồi. Giao điện cho cai xa là cũng hợp lý rồi. Rồi nằm luôn. Chưa nằm được. May là có tí máu. Ở cái đai lưng lại sống được một tí. Rồi. Vậy là bài đã có đồ full cho Garen. Garen cầm lại. Ôi, Kai'Sa 3 luôn. Rồi, lên 8 rồi. Lên 8 vứt cho gát vào rồi lên Kai'Sa 3. Lên 8 vứt cho gát vào. Rồi, Kai'Sa 3. Rồi, vậy thì dùng hết đồ cho Kai'Sa thôi. Rồi, như vậy là mình đã có đồ đẹp. Đồ khá đẹp. Rồi, như vậy là fit cầm nó set. Như vậy là 3 đồ cho Garen. Kai'Sa thêm đồ nữa là ngon. Đây, nhìn này, nhìn. Một giật thôi. Ấy là. Đừng quên là mình có Sako nhá. Xua, Garen không chết nổi luôn. Có con gì nữa không? Bài này sẽ chờ lên Garen 3. Rồi, giao điện. Cuồng cung Runen. Cho anh Kai'Sa thôi. Như vậy là bài đồ đẹp. 1 đồ, 2 đồ, 3 đồ, 4 đồ, 5 đồ, 6 đồ, 7 đồ, 8 đồ. Garen full đồ.
Kéo cốt nữa kìa. Kéo cốt trận này chắc là không lên được 3 đâu. Vì trận này mình đang có khá nhiều con đấy đam rồi. Ui, kéo cốt tự hiến lên luôn. Đây rồi, bài này vũ trụ lên đúng không? Vũ trụ lên đúng không? Vũ trụ lên chúng tôi rồi. Nhảy một phát. Nhảy một phát nào. Đang sinh dao à? Sinh dao bướm à? Sinh dao đồ này thì cũng chỉ ngang anh thôi. Bướm này. Bướm tích cộng quá. Ui, còn hai, còn mình với thằng này solo với nhau. Một thằng 50 tiền, một thằng 42, à một thằng 52 máu, một thằng 42 máu. Solo, bài đằng kia cũng ba con, bốn con vàng rồi. Bốn con mạ vàng rồi. Bọn nó chuẩn bị lên đấy kìa. Chuẩn bị lên Casadin 3 kìa, Nico 3 kìa. Kinh đấy. Để xem với đội hình đấy đấu với cả Garen của anh cho ai thắng. 7 đánh 8. Ui giời nhỉ. Đấy anh em đi giờ đi đâu. Kéo hết về hàng sau luôn. Garen được chọc. Garen chọc. Leo cốt bắt đầu xả. Chạy đi đâu. Một mình con kia liệu đánh được anh không? Một mình con này liệu đánh được anh không? Trời ơi, tại vì sao? Vì mình cầm cái quỷ thư rồi cho nên là con kia không thể hồi máu nữa. Buông bỏ chưa? Anh đã buông, thực sự buông bỏ chưa? Ui. Lấy. Ý, nó lấy của mình rồi. Thằng nó dậy. Thôi đành lấy thêm veo cốt nữa, biết đâu veo cốt lên 3. Biết đâu veo cốt lên 3 hay sao? Bài này veo cốt lên 3 hay sao? Ani nữa nè. Ui cho các 2 kìa, cho các 2 rồi kìa. Ấm lòng anh em ạ, as 2. Ui bài này của nó cũng khỏe nha. Bài này của nó cũng kinh đấy. Bài mạ phun vàng. Thêm con fit khá dích chắc không đấy rồi. Bài thiếu một con Ani nữa là lên được Ani 3 này. Ui dồi, bắn dẫn được một phát. Bài Sako. Ui Sako nhảy kìa. Ui dồi, lấy vô cực cho con gì ấy. Thua chưa? Vẫn chưa thua. Nó vẫn chưa thua anh em ạ. Ôi giời, Ani 3 rồi. Xem nào. Bài lên gì tiếp? 3 đây. 1 là fit 3. Úi, fit cũng 2 fit rồi. Fit 3 hoặc là Duck. Hoặc là Velcro 3. Bài mình lấy cái quỷ thư chính mạng của anh em ạ. Ui, chó gắt ra nhiều thế. Chó gắt ra nhiều thật đấy. Ui, à, thằng này xếp kiểu khác rồi nha. Nó xếp đổi hai con xạ thủ sang bên kia rồi nha. À, tí nữa ta sẽ đổi lại. À, trận này có khi mình thua nó rồi anh em ạ. Trận này có khi mình thua rồi. Ui, hất được một phát nhưng mà không thua. Ui, lại bị nó choáng. Đốt được không? Đốt được nhưng mà đốt chưa chết. Ui. Ui, thua rồi, trận này thua rồi anh em ạ. Trận này thua rồi. Ý à. Ani 3 sao đấu với cả Ani thì lại không có đồ. À, trận này mình thua. Càng đấy. Nó đổi thành chiều ngang xạ thủ của nó sang bên kia. À, nó được thêm cái hỏa xét. Mình được cái gì đây? À, mình được cái cấm đánh. Ý, cấm đánh cho Sako. Cấm đánh cho Sako là hợp lý không? Nào, xem hai con này con nào ra được đây. Hai con này con nào ra? Một là Velcro 3, hai là Fit 3. Để xem nào. Xem sẽ ra được cái gì ba đây. Chết mẹ, nó lao thẳng vào con kia nó sớm. Nó lao thẳng vào con dao cốt nó sớm, nó đâm thẳng luôn. Kinh vậy. Ok, mình có một cái cấm đánh nữa đây. Ui, tưởng thêm cái kia nữa thì ngon. Ui, fit. Fit rồi, có fit rồi. Ui, fit nữa. Ui, bán hết rồi. Fit 3. Garen 3. Cho Lunsako cầm đánh.
Rồi, cho thêm cái giáp máu cho veo cốt cho khỏe nhỉ. Hay là cho con chó gát, cho chó gát, cho nó còn được rộng một phát. Chó gát thêm một tí máu cho nó được rộng. À, mày đổi sang đấy thì đổi luôn. Rồi, đổi luôn. Giờ thì mình đánh làm sao được. À, đây rồi. Chúng mày đấu anh đi. Biết anh đi. Ê, chó gát chưa kịp làm gì cả. Nhưng mà con ass của nó cũng nằm rồi. Chứ sửa cần đánh kìa. Này, đánh này. Được sấy, bài được sấy, bài được sấy. Win! Yes! Ok, cảm ơn anh em đã theo dõi giáo trình của Fun Game đấu trường chân lý mùa 3. Nếu anh em thấy hay thì đừng quên để lại một like, subscribe cho kênh Fun Game nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Bye bye!